Thưa quý vị, sách là người bạn không thể thiếu đối với mọi người. Đọc sách để bổ sung kiến thức, để hoàn thiện bản thân. Đối với các em thiếu nhi, việc rèn luyện thói quen đọc sách giúp cho các em có được những hành trang kiến thức quý giá sau này. Những hình ảnh sau đây tại trường tiểu học Hưng Lộc, phường Hưng Định, thành phố Thuận An sẽ giúp chúng ta suy nghĩ được nhiều điều. Và đây cũng là những hình ảnh từ cuộc sống bên ta tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Không gian nhỏ nhắn này là thư viện mở của trường tiểu học Hưng Lộc. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng nhà trường cũng cố gắng bố trí một không gian mở với nhiều cây xanh để phục vụ nhu cầu đọc sách của các em. Các em rất thích xuống đây để đọc hơn là đọc tủ sách lưu động ở các lớp. Tại vì ở đây thì các em có thể là ngồi thoải mái, ngồi bệt và có cây xanh, quang cảnh đẹp. Và đầu sách cũng đa dạng hơn những cái tủ sách lưu động mà mình đem về lớp. Cứ đến giờ ra chơi thì các em học sinh lại háo hức đến thư viện để được đọc những quyển sách mình yêu thích. Em thích đọc sách trong thư viện xanh vì không gian ở đây trong lành, thân thiện với thiên nhiên. Đọc sách chuyện ở đây đã mang lại niềm vui, giúp em tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới bổ ích ở thư viện trường em. Con thích nhất là loại sách Doraemon, Goosen, chuyện cổ tích vì nó giúp con giải trí trong những lúc con căng thẳng và mệt mỏi. Dù không gian nhỏ nhưng được các thầy cô chăm chút bằng những vật dụng trang trí bắt mắt. Hầu hết các vật dụng này đều được làm từ những vật liệu tái chế. Được vào trong đây vì chính các em được trải nghiệm, được trực tiếp trải nghiệm một cái không gian xanh, một không gian sạch, một không gian khoáng đãng và sinh động. Sinh động đây là sinh động từ những cái hình vật, những hình vật ngộ nghĩnh đáng yêu mà do các cô và các em học sinh tự mình tạo ra. Đa số nguồn sách dưới đây á là một số là của thư viện đem xuống và một số là mình vận động quyên góp từ học sinh và phụ huynh và giáo viên nữa. Nói chung là vận dụng tất cả các nguồn từ mọi người để mà hình thành được cái thư viện xanh đầy đủ cái nguồn sách hơn cho học sinh. Xây dựng thói quen đọc sách cho các em thiếu nhi không phải bằng những khẩu hiệu hay những hoạt động mang tính bắt buộc. Chỉ cần tạo cho các em một không gian phù hợp, thoáng đãng và khơi gợi được niềm đam mê đọc sách của các em, thì việc hình thành văn hóa đọc sẽ không phải là chuyện khó khăn.